Ê, em nợ chị kỳ nha. Cái này không có chuyên nghiệp. Bắt đầu em không biết là nó. Từ lúc em cái mắt em thì lúc đó em cũng chọn một cái điểm rất là xa. Sau một hồi em nghe cái giọng em mới biết là nó. Ủa tiền là nhét vô tay đúng không? Nhét ở dưới mà. Ủa? Có chịu được hả? Ủa? Ráng lên nha. Cái nền mà chưa có chắc á. Cái nền làm sao cái nền chắc chứ nha. Ai mới chụp vậy? Chụp ai chụp cái này đi. Em cái thằng này. Lúc đó em trêu bạn một tí, bạn ấy kiểu cầm tay em thì em kiểu em nắm luôn, không thả luôn. Một cái cuộc gặp gỡ không gì vui vẻ lắm. Đưa tiền quá ít, 3.000 đồng. Không tin được.